Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một số động tác yoga cơ bản giúp mọi người tự tập để điều trị chứng bệnh đau vai gáy, đau cổ và đau đầu. Nào mọi người cùng tập với mình nhé. Mọi người hãy ngồi thả lỏng, nhích cơ thở, nhích cái mông, cho cái mông mình chạm thảm một cách cân bằng nhất. Hãy thả lỏng cơ thở ra, ngồi thẳng lưng, hít vào từ từ, thở ra từ từ. Từ từ hít vào, đưa tay phải lên, ôm một bên đầu của mình, nghiêng về bên phải, làm căng tối đa với khả năng của mình. Chú ý thẳng lưng và cơ thở, thả lỏng, tập trung hít vào và thở ra từ từ. Giữ nguyên vậy tầm 1 phút. Chú ý tay phải của chúng ta làm căng phần cơ cổ bên trái, càng căng càng tốt với khả năng chịu đựng của mỗi người. Nào hít sâu vào, thở ra và đồng thời thả lỏng ra, đưa đầu về lại vị trí ban đầu. Hít vào, vươn tay lên và thở ra. Tương tự như vậy, mình làm bên trái tương tự, hít vào, thở ra, đồng thời giữ mé phải của đầu nghiêng về bên trái, làm căng cơ cổ bên phải, thả lỏng toàn thân, tập trung hít vào và thở ra. Trung vào hít thở từ từ và cố gắng làm căng cơ cổ với khả năng của mình. Mình tập lại lần 2, lần 3, lần 4. Hít vào, thở ra, thả lỏng toàn thân. Hít vào, thở ra tự do.
tương tự. Sau vào, thở ra. Chúng ta tập lại lần 2, lần 3 nhé. Nào, bắt đầu thay đổi, bắt đầu chuyển động tác thứ 2. Hít vào, đưa hai tay lên, giữ ót của mình, gập cổ xuống. Hãy làm sao đỡ kèm chạm ngực của mình. Và giữ như thế trong vòng 1 phút. Cố gắng hít vào, thở ra tự do. Hít sâu vào, về lại tư thế ban đầu và thở ra. Ta có thể tập động tác này 2-3 lần nhé. Nào, mình bắt đầu động tác thứ 3. Hít vào, thở ra. Ta nằm trên lưng, trên chân. Đồng thời, càng chúng ta đụng ngực để làm căng phần cơ cổ của chúng ta, và đồng thời giúp cho các động mạch trên vùng cơ lưng cũng được căng ra. Các bạn có thở nằm dần lên chân của mình nếu có thể. Chú ý kèm đụng ngực. Nào, hít sâu vào, đưa người lên về tư thế ban đầu, thở ra. Sang động tác tiếp theo, mọi người chống tay ở sau lưng của mình, ngửa cổ lên, mọi người có thở nâng mông của mình lên để tạo tư thế ngửa được thoải mái hơn. Hoặc mọi người có thở giữ nguyên như thế này. Mỗi động tác, các bạn chú ý tập 2 hoặc 3 lần.
tùy theo mọi người. Động tác tiếp theo, hãy nằm trên tấm thảm. Mình tập động tác thế cây cầy, giúp căng phần cơ cổ và đốt sống cổ. Hít vào, dùng lực nâng mông mình lên, dùng lực hai tay giữ nâng mông mình lên. Đưa về sau. Mọi người nếu yếu có thể giữ thắt lưng của mình và giữ như vậy. Chú ý cơ cổ thả lỏng, toàn thân thả lỏng, tập trung mở cuống họng của mình ra, hít sâu vào, thở ra. Hít vào, thở ra, toàn thân thả lỏng. Mọi người có thể bung tay ra tự do. Và mọi người có thể uống cơm nếu có thể, với khả năng của mọi người. Hít sâu vào. Mọi người giữ lực tay và chuẩn bị đưa cơ thể của mình về vị trí ban đầu. Thở ra từ từ, đưa mông mình rơi xuống và rơi tay, rơi chân xuống từ từ. Thở ra. Rồi mình chỉnh nhạc cái. Cái nhạc này bản quyền. Ở nhạc này nó quảng cáo. Đối với động tác này dành cho những người tập yoga rồi, hoặc những người dẻo, cơ thể hơi nhẹ một tí xíu. Còn những người chưa từng tập có thể hơi khó, có thể dùng lực lấy đà để mình nâng cơ mà mình nâng mông mình lên, để bung và cố gắng giữ chụp lại thắt lưng của mình và làm thả lỏng và làm căng cá thở. Rồi chú ý khi rơi xuống, mọi người giữ và rơi xuống, cố gắng rơi xuống nhẹ nhàng. Rồi mời mọi người tập động tác tiếp theo. Giữ, đặt tay gần vai ngược lại như thế này, nâng cơ mông lên, tự nâng mông lên từ từ, rồi nâng đầu lên. Đối với người mới tập có thể giữ như thế này thôi. Tư thế như thế này và đỉnh đầu của chúng ta chạm vào tấm thảm làm trụ luôn. Ta thả lỏng hai tay ra càng tốt, thả lỏng hai tay. Và nếu có thể, mọi người có thể nâng toàn thân mình lên. Và nếu không thể, mọi người có thể giữ như thế này thôi cũng được.
hít sâu vào, về lại, duỗi thẳng chân và duỗi thẳng tay. Chúng ta hãy ngồi dậy và tập động tác cuối cùng. Nếu tấm thảm của chúng ta nó mỏng, mọi người hãy lót khăn vào để chúng ta đặt đỉnh đầu lên trên tấm khăn này. Hít vào, thở ra. Chúng ta đặt đỉnh đầu lên tấm khăn, lung lay cơ thể cảm thấy thoải mái nhất, từ cơ cổ đến đỉnh đầu làm trụ. Thả lỏng tay, giữ tay đưa về sau, bung lên. Trong vòng 1 phút rồi về lại tư thế ban đầu. Sau đó mọi người tập lại lần 2, lần 3 cho mỗi động tác. Những ai không buông tay gì được có thể giữ gì, giữ như thế này, đặt tay lên lưng, hoặc có thể tạo độ căng với khả năng của mọi người. Hít sâu vào, thả lỏng tay. Hít sâu vào, từ từ đưa đầu mình về lại tư thế ban đầu, đồng thời nhắm mắt lại. Cùng relax và tập tiếp tục động tác thứ hai. Tiếp tục tập lại lần 2, lần 3. Một động tác nữa nâng cao dành cho những người có thể tập được, hoặc những người không tập được, hoặc là muốn tập, mọi người có thể tựa vào phần vách. Mình tập động tác cây chuối, có thể tựa vào phần vách để làm điểm tựa để mình tập động tác này nhé. Mọi người đặt tay xuống hình tam giác như thế này, mình làm trụ như kìm ba chân vậy. Một hai tay đan vào nhau để ôm phần đầu của mình. Chúng ta tay cân đối cho thoải mái. Từ từ dùng lực nâng mông lên và đi lại gần nhau, gần, bước lại gần khuôn mặt của mình, nâng cơ mông lên, đồng thời làm kiểm tra lại trụ của mình từ đầu, hai chỏ của mình, và nâng cơ mông lên, nâng chân lên từ từ. Chúng ta có điểm tựa là vách cho nên yên tâm, không phải bật ngửa ra sau, và nâng lên từ từ. Chú ý mọi người
mới tập, hãy làm điểm tựa, cái vách ở sau làm điểm tựa. Từ từ rơi xuống, đưa chân mình xuống từ từ, và rơi người xuống. Rồi tung lên về tư thế ban đầu, từ từ. Nếu mọi người không tập được động tác này thì mọi người có thể kết thúc từ động tác vừa rồi. Nào hãy ngồi relax, toàn thân thả lỏng, hít sâu vào, thở ra từ từ, hít sâu, thở ra, hít vào, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Nào hít vào, đưa hai tay lên, thở ra. Hít vào, kết thúc bài tập tại đây. Chúc mọi người sức khỏe và tập luyện bài này thành công.